Lê Ngọc xin chào cả nhà à, Trong video mới ngày hôm nay thì Lê Ngọc sẽ giới thiệu với cả nhà một số dòng chậu thuần phim 18 Cây rất là đẹp à, Cây trong video Lê Ngọc đang quay cho cả nhà xem Đó là dòng vàng đỏ sổ chớp 5% Dòng vàng đỏ sổ chớp này thì nó sẽ sổ ra bốn mặt hoa à, Lê Ngọc sẽ quay lần lượt cái mặt hoa cho cả nhà mình xem Cây này là cây chớp thuận nha cả nhà Dòng sổ chớp 5% nếu mà ra chớp thì cái màu sắc nó rất là đẹp Màu tươi và khuôn hoa cánh lớn à, Đây là một cái cây sổ ra lộn xộn này cả nhà Có hoa không chớp và có hoa chớp nghịch Thì dòng 5% này thường nó sẽ ra à, Mình cũng không đoán trước được Có khi nó ra chớp sẹt sau băng à, Ra chớp lộn xộn, chớp nghịch hoặc là chớp thuận Thì cái này cũng hên xui nha cả nhà Nhưng mà màu hoa gốc của dòng vàng đỏ 5% là màu đỏ như thế này Đỏ rất là tươi và hoa thơm Cây mà Lê Ngọc đang quay cho cả nhà xem á, là chậu thuần thang phi 18 Cây thân lá cực kỳ khỏe đẹp luôn à, Dòng chậu này á là cây thân tơ chưa lên vòi lần nào Cả nhà mình sưu tầm dòng này thì để sổ ha à, Trước đây Lê Ngọc cũng có bán rất là nhiều dòng vàng đỏ sổ chớp 5% Nhưng mà cây không có lớn như vậy Và cũng không đẹp được như vậy luôn à, Cây trong hình á, thì nó cao khoảng tầm 30 trên 30 à, Có cây thân cao lên tới 40 luôn và những cây này thì thân đều sọc đỏ nha cả nhà cây này thì lê ngọc đã lựa qua cho mình hết rồi thứ nhất là không lỗi về thân lá thứ hai là thân có sọc đỏ rất là nhiều à, những cái dòng này mà thân sọc đỏ thì tỷ lệ sổ chớp nó rất là cao những cây này thì bây giờ chỉ mới bắt đầu đứng ngọn thôi nên cả nhà mình sưu tầm về thì mình sẽ chờ khoảng tầm một tháng đến tháng rưỡi thì cây nó sẽ lên hoa ha lá sọc nhiều lắm nha cả nhà Dòng vàng đỏ 5% đợt này, lô này thì cây rất là đẹp luôn, cây cực kỳ khỏe luôn Cả nhà mình có thể chọn thân cao hoặc là thân lùm à, Nếu mà thân lùm nhiều thân một chút á, thì nó cao khoảng tầm 30 thôi Còn nếu mà cả nhà mình thích thân cao á, thì nó có thể cao 40-50 luôn nha cả nhà Dòng này thì thân lá sinh trưởng rất là khỏe Và chậu phim 18 mà em đang quay cho cả nhà xem á, giá của nó là 220.000 một chậu À, và trong video này thì lê ngọc sẽ bao ship cho tất cả các đơn hàng của mình luôn à, một chậu em cũng bao ship cho mình luôn nha cả nhà lá sọc rất là đẹp nè cả nhà cây đợt này khỏe lắm và cây ấy, khi em gửi đi cho cả nhà thì em sẽ xử lý cắt nước cho mình hết ha và phun thuốc nấm cho mình luôn còn cây này là cây hồng sắc pháo sổ chớp 5% nè cả nhà tỷ lệ số chớp cũng là 5 phần dòng hồng sắc pháo này thì nó chỉ ra hai mặt hoa thôi là hoa tím hoặc là hoa chớp à, màu hoa tươi rất là đẹp dòng hồng sắc pháo này thì đợt này cây khỏe cực kỳ luôn cả nhà chậu phi 18 cũng là thuần thang luôn em sẽ quay cho cả nhà mình xem thân lá đẹp khỏe thường á, cây sổ chớp á, thì cây lớn như vậy rất là ít số lượng không có nhiều cả nhà mình có thể chơi tác phẩm dòng này cũng được À, hai cây mà em mới vừa giới thiệu với cả nhà đó là vàng đỏ 5% và dòng hồng sắc pháo á thì sinh trưởng cây cực kỳ khỏe, thân cao, to, mập và lá lớn à, Cây này dù có chớp hay không chớp thì cả nhà mình lên tác phẩm cũng rất là đẹp nha cả nhà Hồng sắc pháo này thì cây hiện tại cao khoảng tầm 30, à, thân lá đẹp nè, lá lớn và không có lá lỗi nha cả nhà Hồng sắc pháo mà số lượng cây đẹp như thế này thì em còn ít rồi chứ không nhiều cả nhà à, Giá của một chậu hồng sắc pháo là 220 ngàn còn một rừng hoa này là cây liễu xưa cả nhà à, Liễu xưa đợt này Lê Ngọc có cây Tết nha Cây này cả nhà mình sưu tầm có thể chơi Tết được Chậu phi 18 thuần thang à, Có chậu lùm nhiều thân cho cả nhà mình thích sưu tầm cây lùm nè à, Có một ít hoa luôn Dòng liễu xưa thì cả nhà cũng biết rồi đó Là nó rất là xuyên hoa Xuyên hoa cực kỳ luôn Nó ra hoa đỉnh ngọn nách lá luôn còn cả nhà mình thích ghép chậu thì nó có chậu đơn như thế này và cây nó cao khoảng tầm 50-60 nha cả nhà. Thân mập khỏe rất là đẹp. Những chậu liễu này em chọn cả nhà mình có thể sưu tầm về dưỡng để chơi Tết. Nếu mà mình muốn ghép chậu phi 40-50 mình có thể đi từ 5 cây, 6 cây, 7 cây. Thì từ đây đến Tết cả nhà sẽ có một cái chậu thuần lớn Nó sẽ ra rất là nhiều vòi hoa cho mình luôn Liễu đợt này thì cây rất là đẹp cả nhà Thân lùm cũng có, đi hai hướng cũng có, thân mập khỏe cũng có Cả nhà mình có thể lựa chọn tùy theo cái ý sở thích của mình à, Có đủ cây cho cả nhà mình luôn Thân lá khỏe đẹp, bộ rễ khỏe Chậu này là chậu thuần thang nha cả nhà Lô liễu đợt này thì em lựa cho cả nhà là thân lá đẹp lắm Lùm nhiều thân Và giá của một chậu liễu như em đang quay là 200 ngàn một chậu nha cả nhà 200 ngàn một chậu em bao xếp cho mình luôn Còn cây này là cây u thai này cả nhà U thai lần này thì em cũng có chậu 18 tám uh, Cây giá thể trồng bằng sơ dừa Dòng u thai này thì hoa rất là đẹp uh, Cánh hoa nhỏ nhưng mà nó mang một sắc hoa rất là tươi tắn Và hóa thơm Cây u thai này thì về thân lá và sắc hoa hương thơm thì nó giống y hệt à, với cây Hawaii Game xưa của mình Chỉ khác là cây này của Thái Còn cây Hawaii, uh, Hawaii, Game xưa là cây của Việt Nam thôi Dòng u thai được này thì cây tương đối lớn Chậu phi 18, thân lá đẹp U thai thì cái bẻ lá nó nhỏ cả nhà Nên thường cái lá nó nặng quá thì nó hay cụp xuống Nhưng mà nó vẫn phát triển xanh lá đẹp bình thường Không có bị vàng lá ha do cái dòng này cái bẹ lá nó nhỏ nên là mình thấy cái lá nó rủ vậy thôi dòng này nó ra hoa nách cực kỳ mạnh như cả nhà thấy cái chậu mà em lên thuần nó ra một lần là mười mấy vòi hoa là bình thường chậu phi 18 như em đang quay đi nhiều hướng thân tơ đẹp á là giá 200 trăm một chậu còn cây này là cây ben xưa này cả nhà à, ben xưa mà em đang quay đó là chậu thuần phi 50 mươi những chậu ben soda khi mà cả nhà mình thuần lớn á, từ phi 30 trở lên á, à, cây nó phát triển sinh trưởng khỏe rồi nó sẽ ra rất là nhiều hoa và hoa gần như là có quanh năm luôn à, những dòng này á, nó ra hoa nách rất là mạnh chỉ cần là vườn của mình nó có đủ nắng thì cây nó sẽ ra vòi hoa ra mầm gốc liên tục dòng ben soda xưa thì màu sắc hoa đậm hoa thơm đợt này thì em có chậu phi 18 nha cả nhà phi 18 rất là đẹp thân cao to nè nhiều thân cũng có và đang nhú vòi cũng có luôn cả nhà mình thích sưu tầm dòng nào thì hiện tại bây giờ cũng đều có tại vườn cho mình Cây này là cây thực tế đang có tại vườn nha cả nhà Dòng Bensoda này là chậu phi 18 thường thang Cây rất là khỏe Có bụi lùm nhiều thân Và có thân cao to để cho mình ghép chậu luôn Giá của một chậu Bensoda xưa là 200 ngàn một chậu Cả nhà mình thích sưu tầm dòng nào Thì có thể nhắn tin qua Zalo cho Lê Ngọc hoặc có thể liên hệ trực tiếp vào số điện thoại em để góc dưới màn hình Tất cả các cây trong video ngày hôm nay thì Lê Ngọc sẽ bao ship cho mình Những chậu này thì cả nhà mình đều có thể sưu tầm để dưỡng chơi Tết nha cả nhà à, Nay là tháng 8 rồi à, Thường mình dưỡng cây thì sẽ mất tầm 1 tháng cho đến tháng rưỡi Và đối với Dendro á, riêng cây Dendro thì qua tới tháng 10 á à, Khoảng tầm từ giữa tháng 10 trở đi thì mình sẽ bắt đầu xử lý kích hoa nên là trong giai đoạn này cả nhà mình sưu tầm cây về mình dưỡng cây thì mình lưu ý là duy trì kích rễ để cho cái bộ rễ nó ra khỏe tại vườn nhà của mình á thì mình kích hoa hoa nó ra mới đẹp và cái sắc màu nó cũng sẽ đậm hơn à, qua tới tháng sau á thì lê ngọc sẽ hướng dẫn cho cả nhà mình kích hoa tại vườn nhà của mình làm sao cho nó ra đúng tết và có một cái ưu điểm đặc biệt đó là khi mình kích hoa thì nó sẽ không có bị hư cây của mình cây nó sẽ ra hoa giống như ra hoa tự nhiên vậy đó và nuôi hoa được lâu bền hơn và không ảnh hưởng tới bộ lá còn cây này là cây thỏ xưa nha cả nhà Em còn một số chậu thỏ xưa phi 18 đang có vòi nụ hoa luôn Cây rất là khỏe đẹp, có bụi lùm và thân cao cho cả nhà mình luôn Dòng thỏ xưa phi 18 giá là 180.000 một chậu Dòng thỏ xưa này thì hoa thơm nha cả nhà Hình như là hôm nay trong cái video này những cây mà em giới thiệu với cả nhà thì hoa đều thơm hết á Cây thỏ xưa này cả nhà mình trồng lâu, trồng thuần á, thì nó ra hoa nách rất là mạnh luôn và thân lá cực kỳ khỏe thân lá mập nha cây nó cũng sẽ không cao lắm cả nhà dòng này nếu mà cả nhà mình trồng thuần ở nhà đó thì nó cao khoảng tầm mét mét rưỡi à và ra hoa nách rất là mạnh cả nhà mình yêu thích dòng cây nào cả nhà mình có thể liên hệ đặt hàng với lê ngọc qua số điện thoại góc dưới màn hình hoặc có thể nhắn tin vào zalo facebook fanpage vườn lan lê ngọc để mình đặt hàng em cảm ơn cả nhà đã luôn quan tâm theo dõi và xem video của lê ngọc em xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những phần video sau và vào tối 7 giờ hàng ngày thì Lê Ngọc có like trực tiếp trên kênh youtube Vườn Lan Lê Ngọc luôn Cả nhà mình có thể đăng ký theo dõi kênh để khi nào mẹ em lên like trực tiếp á, thì nó sẽ gửi thông báo cho cả nhà Cả nhà mình vào cùng vào xem uh, like trực tiếp xem cây và chia sẻ kinh nghiệm về trồng hoa lan Cũng như là mình vào trò chuyện cùng với Lê Ngọc Em xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những phần video sau